cùng dân vũ trên đường phố đi bộ. Hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi, ngày chủ đề kỷ niệm 18 tháng 3 10 năm, hôm nay các câu lạc bộ cùng dân vũ trên tuyến phố đi bộ cùng nhau tổ chức màn đồng diễn của 11 câu lạc bộ với bài